Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta hãy cùng đến với hình ảnh trực tiếp từ sân bóng Thành Kính Auto để cùng hướng tới trận tranh giải ba trong buổi chiều ngày hôm nay. Cuộc đối sức giữa cầu thủ FC Minh Khôi và FC Thăng Thọ. Ngày hôm nay thì Thăng Thọ ra sân với bộ trang phục quen thuộc màu tím thảm, trong khi đó thì Minh Khôi vẫn với bộ trang phục áo vàng quần xanh. Đội trưởng bên phía Minh Khôi vẫn là Anh Thư, và người đeo băng thủ quân bên phía Thăng Thọ vẫn là Hữu Khang. Như vậy Thăng Thọ sẽ giành quyền giao bóng trước và giữ phần sân bên tay trái mà nhỏ quý vị các bạn. Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. Bên phía Thăng Thọ thì Hữu Trung và Hữu Khang đang là hai cầu thủ nằm trong danh sách vua phá lưới giải đấu này. Vừa có một tình huống dứt điểm nguy hiểm đến từ FC Minh Khôi. Đánh đầu, bóng vẫn còn, Anh Thư không vào. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía đội bóng vàng từ đầu giải. Tình huống chuyền bóng rất hay, cơ hội dành cho Anh Thư, dứt điểm không vào. Và bóng tốt của Văn Vũ và tấn công của Minh Khôi, lợi thế dành cho đội bóng vàng. Anh Thư không vào. Tình huống tấn công dành cho Thăng Thọ, 4-2. Vẫn còn Thanh Tô, đường chuyền hơi nhẹ mất rồi. Bóng trở lại với Anh Thư. Anh Thư. Tình huống dứt điểm khá tốt vừa rồi là của Phạm Thức. Đánh đầu không được. Hữu Trung, vẫn Hữu Trung, không được. Như vậy là bàn thắng mở tỷ số đã đến dành cho FC Thăng Thọ. Tình huống xử lý ở một góc rất khó tin của Hữu Trung. Với bàn thắng vừa rồi thì Hữu Trung đã có 5 lần lập công tính từ đầu giải. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý cầu thủ áo số 21 bên phía FC Thăng Thọ. Một cái chích mũi giày vô cùng tinh tế của Hữu Trung. Ở một góc rất hẹp nhưng Hữu Trung lại có được một pha xử lý đầy cảm giác. Những tưởng sẽ là một pha chuyền bóng lại tuyến trên dành cho Kim Thành. Hữu Trung đã làm bất ngờ tất cả với một pha chích mũi giày đầy kỹ thuật. Mở tỷ số trận đấu dành cho FC Thăng Thọ. Có 8 đội bóng góp mặt tại Đấng Cúp League Season 1. Phạm Thức dứt điểm. Và bàn thắng gỡ hòa dành cho FC Minh Khôi. Người lập công đó là Phạm Thức. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm dẫn tới tình huống ghi bàn của Phạm Thức. Và dứt điểm qua hai chân của Phạm Văn Lượng đã làm bó tay hoàn toàn thủ thành bên phía Thăng Thọ. Bàn thắng có phần may mắn của Minh Khôi. Nhưng đó cũng là một kết quả xứng đáng với những gì mà Minh Khôi đã cố gắng tạo ra trong những phút vừa qua. Các đội bóng và các cầu thủ cũng như tất cả những khán giả yêu dấu có được sức khỏe tốt, tình huống dứt điểm. Ngày hôm nay chúng ta có thể nhận thấy được sự quyết tâm đến từ đội bóng vàng. Ra đây! Tuyệt vời! Bàn thắng thứ 7 tính từ đầu giải của đội trưởng bên phía Thăng Thọ. Và xử lý cá nhân quen thuộc của Hữu Khang. Đội trưởng bên phía Thăng Thọ là người có khả năng thi đấu kỹ thuật. Dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Một pha xử lý bằng gầm giày rất tốt, sau đó là tung ra một pha dứt điểm quá khó. Với bàn thắng vừa rồi thì Hữu Khang đang xây chắc danh hiệu vua phá lưới. Và dứt điểm quá khó đối với thủ thành bên phía Minh Khôi. Rất hay. Bàn thắng thuộc về cầu thủ áo số 8, đó là Hữu Lượng. Rất nhanh sau khi bị dẫn trước thì Minh Khôi đã có bàn thắng sang bằng cách biệt. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng này. Hàng phòng ngự bên phía Thăng Thọ dâng lên quá cao. Và giật gót rất tinh tế của Hữu Lượng. Trước đó là một đường chuyền dọn cỗ của Xuân Hoàng. Let's go.
Như vậy bên phía thằng Thỏ Hữu Quân, cầu thủ mang số 6 đã tung vào sân. Phạm Văn Lương. Bàn thắng bàn nâng tỷ số 3-2 dành cho thằng Thọ. Người ghi bàn đó là Phạm Văn Lượng. Lần tiếp theo mà cầu thủ mang số 3 nổ súng trong trận bán kết thì chính Phạm Văn Lượng là người đã có hai pha lập công dành cho thằng Thọ. Và dứt điểm rất khó chịu bằng chân phải của Phạm Văn Lượng. Tình huống mà thủ thành Trường Vinh đã không thể làm gì hơn. Bóng đi quá hiểm. Và thủ thành bên phía Minh Khôi cũng không có được một góc quan sát tốt khi trước mặt anh đó là Hiếu Khang. Và tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2 cuộc đối sức giữa FC Minh Khôi và FC Thăng Thọ. Trận đấu thuộc khuôn khổ trận tranh giải 3 giải bóng đá Nông Công League Season 1 năm 2020. Đấu cuối cùng vòng bảng và tỷ số cuối cùng là 5-1 thuộc về Thăng Thọ. Những gì đang diễn ra rất nguy hiểm. Pha xử lý khá phiêu lưu. Cơ hội dành cho Thăng Thọ. Hữu Khang không vào. Vẫn còn. Bóng vẫn còn. Bình Nguyễn. Vẫn là Bình Nguyễn. Rất đẹp, bàn thắng rất đẹp vừa rồi lại đến từ đôi chân của cầu thủ mang số 8 đó là Hữu Lượng. Trận đấu tiếp tục quay trở lại thế cân bằng với pha dứt điểm vừa rồi của Hữu Lượng. Chúng ta cùng xem lại một pha dứt điểm tuyệt vời của cầu thủ mang số 8 bên phía Minh Khôi. Ngày hôm nay thì Hữu Lượng ra sân và đã mang về tới hai siêu phẩm. Pha dứt điểm quá khó đối với Văn Vũ. Bóng vẫn còn, Mạnh Quân. Mạnh Quân. Pha bóng chính xác của Trường Vinh. Không có lỗi của Thăng Thọ. Rất hay, Xuân Hùng không vào. Rất nhịp nhàng. Phạm Văn Lượng. Cơ hội dành cho Hữu Khang không vào. Chúng ta cùng xem lại một pha xử lý khá tốt của Hữu Khang. Bóng vẫn còn. Tình huống chơi bóng rất thiếu tập trung. Cơ hội không vào. Pha bóng xuất sắc của Trường Vinh. Cuộc đối sức giữa hai cái tên xuất sắc cuối cùng đó là Mì Lý Kết và trẻ Nông Cống Anh Thư không vào. Tình huống đá biên dành cho đội bóng áo tím thản. Đánh đâu không vào. Bóng chạm sàn ngang. Đánh đâu. Vẫn có sẽ tình huống đá phạt góc dành cho FC Thăng Thọ. Đánh đâu. Vẫn còn. Thanh Tổ. Xuân Hùng rất căng. Mạnh Quân. Quá đáng tiếc. Vẫn là Mạnh Quân. Tuyến 2 có người. Mạnh Quân không vào. Vẫn là Thăng Thọ. Phạm Văn Lương vẫn không vào. Trận đấu mà 7 cầu thủ bên phía Minh Khôi đã cải ái hết sân. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết quả chung cuộc sau khi 60 phút khép lại là 3 đều. Cả hai đội sẽ bước vào loạt đấu súng cân não để tìm ra được chủ nhân của tấm huy chương đồng. Hữu Khang sẽ đối đầu với Trường Vinh. Hữu Khang đã một lần làm rung mảnh lưới của Trường Vinh trong buổi chiều ngày hôm nay. Hữu Khang chính xác. Xuân Hoàng và Văn Vũ. Xuân Hoàng một pha dứt điểm làm tung nóc lưới thủ thành bên phía FC Thăng Thọ. Xuân Hùng và Trường Vinh. Và bóng chính xác của Xuân Hùng. Bình Nguyễn và Văn Vũ. Bình Nguyễn. Bình Nguyễn đã đánh lừa hoàn toàn Văn Vũ. Tỷ số penalty là 2 đều.
một trong những chiến binh bên phía FC Thăng Thọ, Phạm Văn Lương. Rất may cho Thăng Thọ là bóng vẫn vào lưới. Anh Thư và Văn Vũ. Anh Thư 3 đều. Hữu Trung và Trường Vinh. Hữu Trung, rất đáng tiếc là Trường Vinh vẫn không thể cản phá. Phạm Thức và Văn Vũ 4 đều. Văn Vũ sẽ đối đầu với Trường Vinh. Áp lực dành cho Văn Vũ là không hề nhỏ. Văn Vũ không vào. Lần này thì Trường Vinh đã có thể thành công. Hiếu Lượng và Văn Vũ. Hiếu Lượng không vào. Bóng chạm sang ngang. Ngọc Bàn và Trường Vinh. Ngọc Bàn và xử lý vào chính giữa khung thành. Với điểm tiếp theo là Trường Vinh. Trường Vinh và Phạm Văn Lượng. Trường Vinh không vào. Và chiến thắng cuối cùng thuộc về FC Thăng Thọ. Chiến binh Phạm Văn Lượng một lần nữa sắm vai người hùng và mang về tấm huy chương đồng chung cuộc dành cho đội bóng áo tím than. Xin chúc mừng FC Thăng Thọ với vị trí thứ 3 chung cuộc giải bóng đá Nông Công League Season 1. Và chúng tôi không quên gửi tới các thủ FC Minh Khôi một lời cảm ơn khi họ đã mang tới giải đấu này một hình ảnh bóng đá rất fair play. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi những ít phút và sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến trong trận chung kết.